Hà Lan là đất nước có chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cao. Năm 2017, giới trẻ Hà Lan trong độ tuổi 15 thuộc nhóm có chỉ số hạnh phúc cao thứ hai trên thế giới, sau Mexico. Chúng có mối quan hệ tốt với bố mẹ và giáo viên, với đa số 80-90%, bao gồm cả những đứa trẻ ngoại quốc, nói rằng chúng cảm thấy được quan tâm và bố mẹ chúng để tâm tới đời sống học tập ở trường. Khám phá ra ngành vi sinh học và virus học đến từ đất nước Hà Lan. Kính hiển vi quang học đầu tiên được chế tạo tại Hà Lan vào năm 1590. Vào những năm 1690, Antoni van Leeuwenhoek, còn được gọi là cha đẻ của ngành vi sinh học, quan sát và nghiên cứu các loài vi khuẩn. Năm 1898, Martinus Beijerinck chứng minh rằng bệnh tật có thể bị gây ra bởi các tác nhân nhỏ hơn cả vi trùng. Ông gọi thứ này là virus. Hà Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Một sự thật thú vị về Hà Lan rằng đây là quốc gia đầu tiên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2001. Cũng không quá bất ngờ bởi đây là quốc gia có những phát minh và định luật đi trước nhân loại, một số có thể được coi là mở đường. Theo đó, lễ kết hôn đồng giới đầu tiên được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 năm đó và nhiều cặp đôi đồng tính đã được hợp pháp mối quan hệ của họ để gắn bó với nhau. Nam giới Hà Lan sở hữu chiều cao lớn nhất trên thế giới. Trong khi nữ giới Hà Lan xếp hạng thứ hai về chiều cao trên thế giới, với chiều cao 169cm, nam giới lại đứng đầu với chiều cao 182,5cm. Mặc dù người châu Âu và châu Mỹ đã từng sở hữu vóc dáng cao hơn người Hà Lan vào giữa thế kỷ thứ 18, chiều cao của nam giới Hà Lan đã tăng thêm 20cm trong 200 năm vừa qua, trong khi chiều cao của người châu Mỹ chỉ tăng được có 6cm. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này không chỉ từ gen của người Hà Lan mà còn do tác động từ các yếu tố môi trường như là tỷ lệ bất bình đẳng xã hội thấp, chất lượng y tế và dinh dưỡng, và đặc biệt là việc sử dụng nhiều sản phẩm từ sữa. Rượu Guinness được phát minh ra bởi người Hà Lan. Guinness, hay còn được gọi là Geneva, được phát minh vào thế kỷ thứ 16 và được cho rằng trở nên nổi tiếng ở nước Anh sau khi William xứ Orange, vua William đệ tam cùng phu nhân Mary chiếm đóng nước Anh, Scotland và Ireland. Nguồn gốc của câu nói The Courage, sự can đảm của người Hà Lan, được cho rằng bắt nguồn từ việc người Anh và người Hà Lan uống rượu Guinness để lấy dũng khí chiến đấu trong cuộc chiến tranh 30 năm. Hà Lan là quốc gia sử dụng tiếng Anh thành thạo nhất trên thế giới. Đánh bại Đan Mạch và Thụy Điển một cách suýt sao trên bảng xếp hạng dựa theo chỉ số thông thạo Anh ngữ EBI. 9 trên 10 người Hà Lan sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Dựa theo báo cáo mới nhất về ngôn ngữ của Liên minh châu Âu EU vào năm 2012, 94% người dân Hà Lan có thể giao tiếp bằng hai ngôn ngữ, cao hơn nhiều so với mức trung bình trong Liên minh châu Âu EU 54%. Hơn một nửa dân số Hà Lan còn biết nói cả tiếng Đức. Vì vậy, rất nhiều người dân có thể nói ít nhất 3 thứ tiếng. Hà Lan cũng là một trong những quốc gia hàng đầu có tỷ lệ người dân học ngoại ngữ thông qua trường lớp cao, xấp xỉ 91%, và ngoài ra họ còn học thông qua giao tiếp hàng ngày. Có hơn 1.000 cối xay gió vẫn còn tồn tại từ năm 1850. Được sử dụng theo cách truyền thống cho nhiều mục đích khác nhau, từ tưới tiêu cho đến xay hạt, hiện nay chỉ còn một vài cối xay gió được sử dụng cho mục đích thương mại. Khu vực Kinderjet là một địa danh nơi 19 cối xay gió truyền thống vẫn còn tồn tại, được cấp chứng nhận di sản thế giới UNESCO. Hà Lan sản xuất khoảng 6 triệu đôi guốc mộc lưu niệm mỗi năm. Sự thật về nguồn gốc của loại giày làm từ gỗ từ đất nước Hà Lan này vẫn là một bí ẩn, thậm chí còn được cho rằng không phải do người Hà Lan nghĩ ra, mặc dù đôi guốc mộc có tuổi thọ lâu đời nhất còn tồn tại đến bây giờ tại châu Âu, được tìm thấy ở Nieuwegein, thành phố Amsterdam. Nó có tuổi thọ 800 năm và có hình dáng tương tự những đôi guốc mộc Hà Lan hiện nay. Những đôi guốc này hay còn được gọi là klompen, ban đầu được sử dụng làm đồ bảo hộ cho các người lao động chân tay vì chúng có đặc tính bền, chống nước và dễ dàng vệ sinh. Ở nông thôn Hà Lan ngày nay, ta vẫn có thể thường thấy chúng được sử dụng trên các cánh đồng. Tulip không phải là loài hoa bản địa ở Hà Lan. Hoa tulip được nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vào thế kỷ thứ 16, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong nền văn hóa của đất nước Hà Lan. Vào những năm 1630, cơn sốt cua hoa tulip lan rộng khắp cả đất nước, đến mức giá giống hoa này tăng lên mức ngàn với giá một căn nhà. Điều này khiến rất nhiều người nông dân chuyển sang trồng hoa. Khi nền công nghiệp này bỗng nhiên sụp đổ, rất nhiều người đã bị đẩy vào nghèo khổ. Đến mùa đông cuối chiến tranh thế giới thứ hai, những người Hà Lan đang chết đói mới phát hiện ra thân của cây hoa tulip có thể được sử dụng làm thức ăn. Hiện nay, mỗi ngày thứ bảy, thứ ba trong tháng giêng, người Hà Lan lại chào mừng ngày hoa tulip, khởi đầu chính thức cho mùa hoa tulip với những lễ hội hái hoa tự do. Hà Lan là quốc gia thấp nhất ở châu Âu. Bởi vì vị trí địa lý của Hà Lan thật sự rất thấp, với 26% diện tích dưới mực nước biển và khoảng 60% dân số đang sinh sống với độ cao 5m dưới mực nước biển.
Điểm cao nhất của Hà Lan là Varsebrug với độ cao 322m trên mực nước biển và điểm thấp nhất là Uitvlaspolder 7m dưới mực nước biển. Sân bay Schiphol tại thành phố Amsterdam, nơi đón nhận khách du lịch, nằm ở độ cao 3m dưới mực nước biển. Hà Lan là quốc gia có mật độ dân số cao nhất ở châu Âu. Không kể đến những quốc gia chỉ có vài km như Monaco, Hà Lan là quốc gia có mật độ dân số cao nhất với khoảng 17 triệu người trên 41.500 km2. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng mật độ dân số của Hà Lan ở mức 500 người trên 1 km2. Chính phủ Hà Lan có ý định cấm buôn bán các loại xe ô tô chạy xăng và dầu diesel vào năm 2025. Để ủng hộ việc sử dụng năng lượng xanh, kiến nghị này đã được thông qua bởi Hạ viện nhưng vẫn cần phải được phê chuẩn bởi Thượng nghị viện. Mục tiêu của chính phủ là chỉ cho phép ô tô điện hoạt động trên đường phố Hà Lan trong tương lai. Hà Lan là nhà xuất khẩu bia lớn thứ hai trên thế giới. Những đơn vị sản xuất bia của Hà Lan đã xuất khẩu 1,6 tỷ euro vào năm 2014, 1/3 tới thị trường Mỹ và đã từng nắm vị trí đứng đầu về xuất khẩu bia cho đến năm 2010 khi họ bị xóa ngôi bởi Mexico. Ở Hà Lan, bạn sẽ thấy xe đạp còn nhiều hơn cả người. Có khoảng 18 triệu chiếc xe đạp, bao gồm cả những chiếc xe đạp ba bánh, còn được gọi là Parkfist, kết hợp từ xe đạp và xe Quick Kit. Những chiếc xe này là phương tiện lý tưởng để đưa trẻ em tới trường và thậm chí còn thường được dùng khi cần chuyển nhà. Người Hà Lan đạp xe trung bình 2,9 km một ngày và sử dụng xe đạp cho 1/4 nhu cầu di chuyển, nhiều hơn so với chỉ 2% của người Anh. Di chuyển bằng xe đạp ở Hà Lan an toàn hơn bất kỳ nước nào trên thế giới. Một nghiên cứu của Đại học Rutgers cho thấy rằng Hà Lan có tỷ lệ tai nạn nghiêm trọng trên 1 triệu km đạp xe thấp nhất. Điều này là nhờ 35.000 km làn đường dành riêng cho xe đạp, giúp cho người đạp xe được tôn trọng như bao phương tiện khác, không chỉ ở trên đường. Trạm tàu hỏa Groningen có tận 10.000 chỗ để xe đạp. Các chiếc xe đạp bắt buộc phải lắp đèn và đạp xe khi say xỉn là bất hợp pháp. Nhà xuất khẩu nông nghiệp đình đám trên thế giới. Đất nước Hà Lan là một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất trên thế giới, dù diện tích có nhỏ nhưng vẫn cạnh tranh với các ông lớn như Trung Quốc, Mỹ và Đức. Năm 2016, Hà Lan là nhà xuất khẩu lớn thứ hai thế giới về các sản phẩm nông nghiệp, đứng sau Mỹ, đạt mức kỷ lục 94 tỷ euro. Quốc gia này cũng là một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới về hạt giống, cây gỗ, cây trồng, cây thần hoa, rễ cây và hoa. 1/5 dân số đất nước Hà Lan là người ngoại quốc. Năm 2016, 22% dân số Hà Lan có xuất thân từ nước ngoài. Sự đa dạng về văn hóa của quốc gia này được thể hiện rõ ở thành phố Amsterdam, nơi có hơn 150 quốc tịch khác nhau đang cùng sinh sống. Tuy nhiên, người ngoại quốc không có quốc tịch Hà Lan chỉ chiếm ít hơn 4% dân số và khoảng 3,5 triệu người có bố mẹ hay ông bà là người nhập cư. Điều này cho thấy rằng, nhiều người ngoại quốc nhanh chóng định cư và nhập quốc tịch Hà Lan. Các nghệ sĩ đến từ Hà Lan đều nổi tiếng trên toàn thế giới. Hà Lan được cho rằng đã mang nghệ thuật tranh sơn dầu đến với châu Âu và sản sinh ra các nghệ sĩ nổi tiếng từ Hieronymus Bosch 1400 hay Vermeer, Rembrandt và Van Gogh đến các nghệ sĩ và nhà thiết kế hiện đại như MC Escher của tác giả Murphy. Sự thật đất nước Hà Lan mang đến giống cà rốt màu cam đến với thế giới. Những nhà nông trồng cà rốt ở Hà Lan đã phát triển ra giống cà rốt màu cam vào thế kỷ thứ 16 thông qua cách phối giống chọn lọc. Tại thời điểm đó, cà rốt có rất nhiều màu, từ vàng nhạt đến tím sẫm. Quốc gia duy nhất không có vật nuôi bị bỏ rơi. Theo thống kê gần đây thì Hà Lan được chính thức xác nhận là không có mèo hay chó vô gia cư hay bị ngược đãi tại xứ sở này. Chính phủ và các nhà chức trách nước này đã đưa ra những điều luật nghiêm khắc chống ngược đãi động vật, thậm chí còn ưu tiên nhiều quyền lợi cho chúng. Nước đầu tiên trên thế giới có làn đường đi xe đạp lắp pin mặt trời. Dự án Solar Road, làn đường pin mặt trời là kết quả của sự kết hợp giữa chính phủ, doanh nghiệp và Viện Hàn Lâm. Phần đầu tiên của con đường được cho phép đi lại từ năm 2015. Dù chiều dài của con đường chỉ có 100m, nhưng đây là bước đột phá lớn và tiên phong cho việc xây dựng những con đường như thế này trong tương lai. Mục đích chính của dự án là lấy năng lượng ấy dùng cho việc thắp sáng các con phố và sạc pin các phương tiện đi lại. Điểm sạc pin cho các xe chạy bằng điện được đặt cách nhau 50m trên đường. Một trong những thế mạnh của Hà Lan đó là hệ thống giao thông vận tải hiệu quả và bền vững. Do vậy, họ đã dừng sản xuất các phương tiện chạy bằng xăng dầu hay khí diesel để không làm ô nhiễm môi trường, thay thế vào đó là các xe ô tô, xe đạp chạy bằng điện. Vì vậy nên trên đường phố, cứ cách khoảng 50m, người ta lại đặt một cột sạc điện để thuận tiện cho việc đi lại của người. Ở Hà Lan có một thị trấn mà không ai đi xe ô tô. Thị trấn Houten được coi là nơi an toàn nhất thế giới. Vào đầu những năm 1980, 4.000 cư dân ở đây đã được khuyến khích đạp xe thay vì đi xe ô tô. Và từng bước, tất cả cư dân đã dùng xe đạp. Nhiều nhà tù tại Hà Lan phải đóng cửa vì thiếu tù nhân. Với việc thiếu tù nhân ở các nhà tù, 19 trại giam đã phải đóng cửa từ năm 2009. Từ lâu về trước, chính phủ Hà Lan đã có những chính sách mạnh tay để giảm thiểu những ca phạm tội và kết quả thì thật tuyệt vời.
Theo báo cáo gần đây, tỷ lệ trung bình giam giữ tại Hà Lan khoảng 163 người trên 100.000, ít hơn một nửa tỷ lệ giam giữ của Brazil. Một nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ Hà Lan là việc bảo vệ động vật hoang dã. Do vậy, có rất nhiều cầu vượt hay công trình được bắc qua các cánh rừng hoặc con đường quốc lộ để đảm bảo sự an toàn của người lẫn động vật khi đi qua đường. Và cuối cùng, bạn sẽ thấy người dân Hà Lan rất lạnh lùng trong lần gặp đầu tiên. Nghe có vẻ lạ, nhưng sự thật là người dân Hà Lan không có thói quen bắt chuyện với người lạ. Nếu như bạn chủ động bắt chuyện với họ, thì bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận được những phản ứng vô cùng thân thiện của họ đấy. Hy vọng video trên đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về Hà Lan, đất nước hạnh phúc nhất thế giới.